Kính thưa Đức Cha, kính thưa Cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ và tất cả anh chị em. Hôm nay con được trình bày về một cái vấn đề trong truyền giáo là hiệp thông truyền giáo. Thế thì hiệp thông truyền giáo có thể nói được rằng đây là một vấn đề rất lớn. Và trong dịp vừa qua thì con được cộng tác với hai giáo phận, một giáo phận Phú Cường, rồi Tổng giáo phận Hà Nội. Thế thì con thấy một cái điều rất là rõ rệt. 4 năm hiệp thông truyền giáo của giáo phận Phú Cường thì Đức Cha đã nêu ra năm thứ nhất là cầu nguyện, năm thứ hai là thăng tiến, năm thứ ba là hiệp thông và năm thứ bốn là truyền giáo. Thế thì cái mục vụ truyền giáo của Tổng giáo phận Hà Nội thì bắt đầu 2020, 21, 22 thì bắt đầu cũng là nên thánh, rồi năm 2021 là hiệp thông và 2022 đó là truyền giáo. Thế thì con thấy rằng Chúa Thánh Thần đang xuống trong giáo hội Việt Nam chúng ta và các vị mục tử đã bắt đầu lên kế hoạch một cách cụ thể cho vấn đề truyền giáo. Thế thì cả hai giáo phận, cái phần đầu thì đối với Tổng giáo phận Hà Nội Niên Thánh thì của giáo phận Phú Cường thì Đức Cha kỹ hơn, có nghĩa là cầu nguyện thăng tiến. Nhưng mà vấn đề cốt chính vẫn là hiệp thông truyền giáo. Đấy là vấn đề. Và chính vì vậy thì con thấy rằng qua cái kinh nghiệm, cái cảm nghiệm của con gần 50 năm trong ơn gọi truyền giáo trong Hội Thừa Sai Việt Nam, thế thì con thấy rằng quả thật nhiều khi chúng ta chưa có một cái động lực để truyền giáo và chúng ta lại cứ đi làm những công việc truyền giáo. Thế thì cái vấn đề hiệp thông vô cùng quan trọng. Bởi vì hiệp thông đối với Thiên Chúa, rồi hiệp thông với anh em và tiếp đó mới đi truyền giáo. Thế thì cái mà chúng ta sở dĩ là chưa mạnh dạn hay hăng say trong để truyền giáo, đó là chúng ta chưa đi một cái trình tự, đó là chưa có hiệp thông. Bởi vì chưa có hiệp thông có nghĩa là chúng ta đang làm việc truyền giáo đó, nhưng mà hình như tất cả những công tác đó đều chỉ là công tác xã hội. Và nói tới công tác xã hội thì chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta nhìn vào xã hội chúng ta thấy rất rõ. Anh em Phật giáo họ có rất nhiều nguồn và có khi họ làm những cái công tác xã hội nhiều khi nhiều hơn chúng ta và hay hơn chúng ta. Rồi đối với chính quyền thì họ vừa có quyền và họ vừa có cái nguồn. Đấy. Cho nên nếu chúng ta chỉ làm những công tác xã hội như là Cha Giám đốc ơn gọi đã nói, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những công tác từ thiện thì chưa phải là truyền giáo. Và chính vì vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi chúng ta làm việc truyền giáo rồi trong một cái giai đoạn nào đó chúng ta cảm thấy rằng là mệt mỏi và không làm nữa. Thế thì cái vấn đề chính của việc truyền giáo nó là chia sẻ cái cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Và Cha Giám đốc nhà Trung thì diễn tả rõ hơn nữa là kể lại cái tình thương của Thiên Chúa đối với mình. Đó là vấn đề cốt yếu. Còn tất cả những việc khác nó chỉ là những phương tiện. Và nhiều khi chúng ta chỉ dừng ở những phương tiện và chính vì vậy chúng ta không thành công trong việc truyền giáo. Thế thì hôm nay con có dịp để lược sơ qua. Lược sơ qua 3 cái tài liệu. Thứ nhất là linh đạo hiệp thông là cái chính của chúng ta. Rồi linh đạo truyền giáo. Rồi tiếp thứ ba là cái linh đạo giáo dân. Đó là cái nhiệm vụ của giáo dân. Thế thì trong tất cả những cái này, ai cần thì cứ liên hệ Đức Cha, có file hết rồi. Đức Cha cho sẵn sàng để mà chia sẻ tất cả những cái file trong 3 tài liệu này.
Còn bây giờ đó thì con chỉ chia sẻ tóm tắt. Thế thì xin các tham dự viên mở ra trang 18 á, thì con lướt sơ qua cái mục lục hiệp thông và truyền giáo. Thứ nhất, hiệp thông và truyền giáo. Linh đạo hiệp thông là linh đạo mô phỏng theo mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông. Hiệp thông theo chiều dọc và chiều ngang. Thứ ba, hiệp thông truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo liên kết chặt chẽ với nhau. Số 2, sống mầu nhiệm hiệp thông. Và thứ ba, sống mầu nhiệm hiệp thông để truyền giáo. Và tóm kết một linh đạo hiệp thông đích thực phải như thế nào. Rồi tới cái phần thứ hai là truyền giáo là gì. Đấy, rất ngắn gọn. Điểm thứ ba, ơn gọi của giáo dân. Ơn gọi của giáo dân. Giáo dân phải ý thức nhiệm vụ cao cả của mình đối với Thiên Chúa và giáo hội. Bổn phận của giáo dân đối với thực tại trần thế. Một nhiệm vụ không ai thay thế được. Một Kitô hữu đích thực như thế nào? Thế thì chắc chắn rằng với những cái phần này nó rất khô, nhưng mà còn xin thưa như thế này. Sở dĩ cho tới ngày hôm nay công việc truyền giáo và đặc biệt của giáo hội Việt Nam bị trì trệ rất nhiều, bởi vì chúng ta chưa thực hiện cho nó có thứ tự lớp lang, cũng như ngay trong giáo phận này. Bây giờ ngồi đây chúng ta đang ở trong cái năm thứ ba và bắt đầu bước sang năm thứ bốn. Thế thì thử hỏi chúng ta đã thực hiện những lời kêu gọi của Đức Cha giáo phận như thế nào? Thế thì khi nói tới đây, con thấy có một cái câu chuyện con rất thích. Là có một cái anh chàng rất là, người ta cho rất là ngông ngáo. Anh ấy muốn xây một cái nhà một lầu thôi. Thế thì anh nói xong thì cái đám thợ nó bảo, sư phụ biết không, tụi em xây 3-4 tấm được, như là một tấm. Thế rồi tụi mày xây đi. Thế thì hôm sau thì cái đám thợ tới, thằng thì đào, thằng thì vác cái sắt, thì bảo chúng mày làm gì vậy? Bọn em đang xây nhà cho sư phụ mà. Bảo mày có biết ý kiến, ý của tao không? Tao muốn xây một cái nhà một lầu thôi, nhưng không có trệt. Đấy, quý tham dự viên, một cái nhà một tấm thôi, nhưng không có trệt. Chúng ta nghe, chúng ta thấy rằng một anh chàng rất là ngông ngáo, nhưng mà con nhìn lại giáo hội Việt Nam, đặc biệt các dòng tu. Một số dòng tu nước ngoài khi đến Việt Nam, họ rất phấn khởi bởi vì họ thấy rằng ơn gọi rất đông. Rồi sau một thời gian họ đào tạo, họ ngỡ ngàng, tốn công, tốn sức mà không thành công. Cái lý do vẫn là đối với các nước ngoài. Thế thì gọi là cái nhân bản tự nhiên của họ cao rồi và bắt đầu xây cái nhân bản siêu nhiên. Còn đối với chúng ta, thì cái nhân bản tự nhiên chưa được vững chắc mà lại vội vàng xây cái nhân bản siêu nhiên. Thế thì trong việc truyền giáo cũng vậy. Cụ thể là chúng ta muốn đi truyền giáo ngay, nhưng mà chúng ta chưa trải qua cái linh đạo hiệp thông. Thì làm sao mà chúng ta có thể tiến tới cái vấn đề truyền giáo được? Cho nên chính vì vậy là nhiều khi đi truyền giáo mà chúng ta thất bại này đến thất bại kia, nó là lý do. Cho nên con nói như vậy để thôi cũng chịu khó còn hướng dẫn một chút để rồi chúng ta về nhà cùng với Thánh Thần làm việc, thì chúng ta sẽ mạnh dạn hơn và hăng say hơn. Và nhất là chúng ta theo cái lời kêu gọi của Đức Giám Mục giáo phận là năm thứ 4, là thật sự là phải làm việc truyền giáo chứ không có nói nữa.
Hiệp thông truyền giáo. Hiệp thông và truyền giáo là hai việc không thể tách rời. Chúng thẩm thấu và bao hàm nhau. Đến nỗi có thể nói hiệp thông vừa là gốc, vừa là hoa trái của việc truyền giáo. Hiệp thông đưa tới truyền giáo và truyền giáo được hoàn tất trong hiệp thông. Thế điểm thứ nhất, đó là hiệp thông và truyền giáo. Hiệp thông truyền giáo là linh đạo mô phỏng theo mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tự bản tính, giáo hội lữ hành và truyền giáo. Vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Do chính tình thương bao la của Thiên Chúa, ý định này tuôn trào từ suối tình yêu, cũng là lòng thương của Thiên Chúa Cha. Vì chính Ngài là nguyên lý vô nguyên lý, bởi Ngài Chúa Con được sinh ra, và cũng bởi Ngài và nhờ Chúa Con mà phát xuất Chúa Thánh Thần. Điểm thứ hai, giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông. Giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông bởi vì giáo hội được hiểu như là một mầu nhiệm của mỗi liên kết một cách cá nhân giữa mỗi người với Thiên Chúa Ba Ngôi và với người khác. Chính vì thế, khái niệm hiệp thông nằm ngay ở điểm chính yếu của sự việc giáo hội tự nhận thức về mình. Mối liên kết đấy khởi đầu với lòng tin và hướng tới tình trạng viên mãn cánh chung nơi giáo hội trên trời. Nhưng đồng thời, đó là một thực tại đang hiện diện manh nha nơi giáo hội tại thế. Để có khái niệm về hiệp thông thì cần phải hiểu theo giáo huấn thánh kinh và truyền thống giáo phụ. Và truyền thống giáo phụ, theo đó hiệp thông luôn hàm ngụ hai chiều. Chiều dọc hiệp thông với Thiên Chúa và chiều ngang hiệp thông giữa loài người. Vậy thì hiệp thông theo chiều dọc và hiệp thông theo chiều ngang như thế nào? Khi tuyên xưng giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông, ý niệm hiệp thông không phải là một ý niệm đơn thuần, nhưng phải được hiểu trước hết theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang. Thiếu chiều dọc, không có giáo hội theo nghĩa Kitô giáo, mà chỉ còn là một tập thể như những tập thể trần gian khác. Hiệp thông trước hết là hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong Chúa Thánh Thần, chúng ta nên một với Chúa Giê-xu, và nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta nên một với Thiên Chúa. Rồi mới đến chiều ngang là nhờ kết hợp với Chúa Giê-xu trong Chúa Thánh Thần, chúng ta nên một với nhau, làm thành giáo hội, thân thể mầu nhiệm của Chúa. Rồi đến điểm thứ ba, hiệp thông truyền giáo, đây là vấn đề chúng ta cần bàn. Thứ nhất, hiệp thông và truyền giáo liên kết chặt chẽ với nhau. Hiệp thông và truyền giáo liên kết mật thiết với nhau, cả hai giải thích và bao hàm nhau. Đến độ sự hiệp thông cho thấy nguồn gốc và đồng thời cả kết quả của việc truyền giáo. Một đòi hỏi thiết yếu của cuộc sống trong Đức Kitô là hễ ai hiệp thông với Chúa thì phải sinh hoa kết quả. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Như thế, thật là đúng khi bảo rằng ai không sinh hoa kết quả thì ấy là người đã không sống trong sự hiệp thông. Cành nào không sinh hoa trái thì Cha Thầy sẽ cắt tỉa. Hiệp thông với Đức Kitô và từ đó phát sinh sự hiệp thông giữa các Kitô hữu với nhau chính là điều kiện cần thiết để sinh hoa kết quả. Và sự hiệp thông với người khác, một món quà của Đức Kitô và Thánh Thần, chính là hoa quả tuyệt vời nhất mà cành cây có thể sinh ra. Hiểu như thế thì hiệp thông và truyền giáo là hai việc không thể tách rời, chúng thẩm thấu và bao hàm nhau. Đến nỗi có thể nói hiệp thông vừa là gốc vừa là hoa trái của việc truyền giáo. Hiệp thông đưa tới truyền giáo và truyền giáo được hoàn thành trong hiệp thông. Rồi bây giờ sống cái mầu nhiệm hiệp thông như thế nào? Thứ nhất, giáo xứ là một cộng đoàn luôn luôn hiệp thông với nhau giữa lĩnh mục và giáo phận cũng như giữa giáo dân với nhau. Sự hiệp thông trong cộng đoàn được thể hiện qua sự tôn trọng, cộng tác và chia sẻ. Thật vậy, trên nền tảng bí tích rửa tội, mọi tín hữu đều bình đẳng với nhau về phẩm giá.
Cho nên phải tôn trọng lẫn nhau, tránh mọi hình thức phân biệt đối xử, đồng thời phải cộng tác và chia sẻ với nhau để cùng xây dựng ngôi nhà chung là giáo xứ và thi hành sứ mạng chung là loan báo tin mừng cho muôn dân. Đời sống gia đình Cơ Tô hữu đã là đời sống cộng đoàn hướng tới hiệp thông, bàn ăn nơi cả nhà vui vẻ sum vầy ăn chung trong thanh bình đầm ấm, và bàn thờ là nơi cả nhà cầu nguyện chung, tạo nên giờ phút hồi tâm sau một ngày hay một tuần hay một tháng. Thế nhưng giáo xứ mới là nơi các tín hữu có thể tập họp quanh bàn thánh thể, là trung tâm đời sống phụng vụ của các gia đình Kitô giáo. Đó là nơi tốt nhất để dạy giáo lý cứu độ của Chúa Kitô cho trẻ nhỏ và cho cha mẹ chúng, và là nơi thuận tiện cho việc thi hành bác ái, từ thiện và huynh đệ. Như vậy, đời sống cộng đoàn giáo xứ hướng tới sự hiệp thông sâu xa, cao hơn, rộng lớn hơn trong cộng đoàn nhỏ gia đình. Và điểm quan trọng đó là sống mầu nhiệm hiệp thông như thế nào? Sống tình thương cụ thể bằng việc nghĩ tốt, nói tốt, làm tốt cho nhau, cảm thông, chia sẻ và mong mắn đáp ứng nhu cầu của nhau, quảng đại, tha thứ lỗi lầm cho nhau, năng thăm hỏi và động viên, khen ngợi đúng mức, phê bình, góp ý cách tế nhị để giúp nhau sửa lỗi, biết tôn trọng nhau khi giao tiếp và có tinh thần trách nhiệm đối với việc chung, tránh việc nói xấu, không tranh cãi to tiếng. Ở đây thì con nhớ tới một cái câu chuyện năm 1972, khi con đang ở trong cái đang học ở cái Đại học Văn khoa Sài Gòn, thì một giáo sư có nói như thế này, có hỏi các sinh viên: theo các anh chị, thế thì cái khát vọng nào là cái khát vọng lớn nhất của con người? Thế thì chúng con đưa ra những vấn đề rất là thường tình thôi. Đó là tình yêu, đó là danh vọng, đó là địa vị, tất cả. Thế thì giáo sư có nói với chúng con như thế này: tất cả những điều mà anh chị nói đều đúng cả, nhưng mà cái khát vọng lớn nhất của người đó là cái khát vọng được người khác chấp nhận, có nghĩa là được người khác thân yêu. Thế thì chúng ta thấy rằng như thế này, trong cuộc sống của chúng ta nó có một cái mâu thuẫn nội tại. Chúng ta ai cũng mong ước những người khác yêu thương mình, nhưng mà nhiều khi cứ mở miệng ra là nói hành, nói xấu. Thế thì chúng ta thấy rằng là ai mà có thể yêu thương chúng ta được. Đấy, cho nên một trong cái rất bình thường trong cuộc sống thôi. Nhiều khi chúng ta lại làm ngược tất cả những điều chúng ta mong muốn. Chúng ta mong muốn những người thương yêu chúng ta, mà chúng ta lại luôn luôn nói hành, nói xấu họ, thì bố họ cũng chẳng có thể mới yêu chúng ta được. Đấy là một cái cảm nghiệm. Rồi sống một nhiệm thông để truyền giáo thì xin coi nhé. Và cuối cùng thì cái linh đạo hiệp thông đích thực gồm ba cái điểm chính như sau. Thứ nhất là đâm rễ sâu trong đời sống Chúa Ba Ngôi và trở thành một cuộc đoàn cầu nguyện và chiêm niệm, một cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể, tham gia và đồng trách nhiệm hiệp nhất với chủ chăn cũng như với giáo hội, làm chứng cho những điều mình tuyên xưng, để cho những giá trị đó nhập thể vào trong lối sống của mình, diễn tả chúng trong cách thể hiện diện, đối thoại và thực hành của mình trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bây giờ trong cái điểm thứ hai, đó là cái điểm truyền giáo, thì trong này rất ngắn gọn. Điều cơ bản nhất của việc truyền giáo là chia sẻ cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Nó ngắn gọn như vậy, nhưng mà nếu triển khai đi đó thì nó là 76 trang ở trong cái cuốn này.
Ở đây thì con xin chia sẻ, nó không có trong cái đề mục này. Thế thì khi nói về đền truyền giáo thì chúng ta thấy rằng nhiều người trong chúng ta hiểu rất sai về đền truyền giáo. Khi nói truyền giáo, chúng ta nghĩ ngay là chúng ta đến đó phải làm gì cho họ. Nếu họ đói thì chúng ta đưa ít thùng mì đến. Và nếu họ không có nhà thì chúng ta xây dựng nhà cửa cho họ. Và nếu họ mà chưa có biết đọc, biết viết thì chúng ta mở ra những cái lớp để mà hướng dẫn họ. Và tất cả những điều này thì đương nhiên phải có tiền mới làm được. Cho nên nếu chúng ta ý quan niệm như vậy thì khi hết tiền là không có thể truyền giáo nữa. Nó bị bế tắc cái chuyện đó. Nhưng mà thưa rằng tất cả những vấn đề đó nó chỉ là phương tiện để cho chúng ta đi đến truyền giáo. Và cái điều căn cốt đó là vấn đề chúng ta chia sẻ cái cảm nghiệm của chúng ta về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Đấy là vấn đề. Và Giám đốc con gọi là diễn tả cụ thể hơn nữa là kể lại cái tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Đó. Cho nên cái điều đó mới là cái điều chính yếu mà nhiều khi chúng ta lại quên đi. Quên đi. Cho nên chúng ta chưa có một cái động lực để truyền giáo. Và chúng ta thấy truyền giáo nó không thành công. Như con đã trình bày trước, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại những cái công việc bác ái như là một công tác xã hội thì đương nhiên chúng ta thấy rằng nha, chúng ta thua nhiều các cái tổ chức khác. Và chúng ta nếu chỉ làm như họ thì đương nhiên là không bao giờ mà chúng ta đạt được điều mà Chúa muốn. Và nói là chia sẻ cái sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình, nói thì rất đơn giản. Nhưng mà Ngài hiện diện như thế nào? Một sự hiện diện cần thiết. Con nhớ tới một câu chuyện là một cha xứ, một ông cha cũng đang đào tạo ứng sinh. Thế thì hỏi rằng con cần Chúa như thế nào? Con không biết. Thế thì Ngài mới dẫn ra đi tắm biển. Hai cha con đang tắm biển thì ông ấy dúi cái đầu xuống. Để nó cứ quậy quậy nó đưa lên. Thế sau đó thì Ngài hỏi vậy sao con thấy nào? Bảo con thấy cần không khí để thở. Thế thì đấy, con cần Thiên Chúa như là cần không khí để thở. Nếu không có con không khí thì con sẽ chết đuối ở dưới đó. Thế chưa? Đấy, cái sự hiện diện của Ngài, của Thiên Chúa là cái gì rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và cái sự hiện diện ở đây không phải chỉ để sống thôi, nhưng mà Ngài luôn yêu thương chúng ta, bảo vệ chúng ta. Và bảo vệ như thế nào ở đây? Còn nhớ trong cuộc đời chắc ai cũng gặp thôi. Và chúng ta nhiều khi gặp những chống đối, đôi khi có những cái trả thù. Thì một lần kia đó, có một cái người chống đối con, nó tức lắm, nó tức lắm. Thế nó thấy con rồi, thế nó cầm một cục đá này, tao ném một đồ cho mà chết. Khi con vừa thấy nó ném thì con núp vào cái thằng đá là Chúa. Thế thì con ngó ra, thấy cái, nghe cái binh một cái, ngó thấy tự nhiên cái mũi của cái thằng kia nó chảy máu. Nó chảy máu bởi vì là chính cái cục đá nó ném con nhưng mà lại trúng Chúa. Chúa là tảng đá mà. Đấy, cho nên nó văng vào là cái mũi nó chảy máu. Thế còn nói là cái này tại Chúa không phải tại con nha. Tại vì Chúa cứng quá cho nên là khi nó ném vào nó văng. Tội là Chúa chịu, còn không có chịu. Nhưng mà qua đó thì con thấy như này. Khi mà đọc Thánh Vị tới cái lúc mà Chúa là tảng đá che chở đời con thấy vui lắm, thích lắm. Bởi vì thấy một cái hình ảnh đấy, Chúa đã che chở mình như vậy. Và đương nhiên nhiều lần như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ phải yêu mến Chúa thôi. Nhưng mà nói là nói vậy, nó là con người cứ đi trình tự tất cả chuyện đó.
Thế thì Ngài đã phải dạy con như thế nào? 60 tuổi mà Ngài sai một con chó đến với con, một chó đen. Nó không lớn lắm, nó không nhỏ lắm, nó trung trung thôi. Có cái là khi mà con về thì nó luôn luôn nó theo con. Đi ra ngoài vườn nó theo cái vườn, đi vào trong phòng nó theo được tất cả như đó. Thế một bữa kia con vào phòng rồi, nó yên trí rồi, đang ở đó rồi. Rồi một cái ông thầy đưa một cái thùng sách tới con. Nó xông tới nó cho một phát. Nó tưởng rằng là tới để giết con. Con đã mất 500 ngàn để cho cái ông ấy đi chích ngừa. Thế thì mỗi lần mà con ngó mặt nó, thì nó cũng, nó muốn nói điều gì đó. Nhưng mà con chẳng hiểu. Con tìm cái chỗ nào mà nó dạy tiếng chó để con học. Nhưng mà không có chỗ nào dạy tiếng chó cả. Nó cứ kiên trì. Đã nhiều lần như vậy. Thế thì sau 3 năm trời thì con ngó mặt nó. Nó nói con như thế này. Rất chăm chú. Thì con đọc được một cái sứ điệp. Ông đừng tưởng ông là linh mục. Ông đừng tưởng ông là bề trên. Ông hãy ngó mặt con chó này nha. Cái con chó này đã trung thành với ông như nào thì ông hãy trung thành với Chúa như vậy. Khi con đọc được sứ điệp đó thì nó bệnh, nó chết. Và con khi nó qua đời thì con mai táng một cách rất trọng thể ở gần một cái cây ở gần nhà để nhớ ơn nó. Thế thì có điều lạ thì con thấy rằng nhiều khi người ta nói rằng là cái đồ chó má. Nhưng mà ngày hôm nay mà khi con được dạy cái bài học rồi, con tôn nó là sư phụ và nó dạy con rất nhiều bài học. Rất nhiều bài học. Thí dụ, chẳng hạn như là khi mà con về đấy thì cái phòng của con ở ngoài, còn cái phòng của thầy bên trong cách 50 mét, nó thấy con nó ra đón ngay. Thế thì khi mà nó ra rồi á, thì có thằng lớn, thằng nhỏ, thằng lớn tên Bob và thằng nhỏ tên là Hetchy. Cái thằng Hetchy lâu châu nó là mừng trước, thì cái thằng kia nó hợp cho cái. Nghĩa là nó giáo dục cho sự lễ độ, và tao phải làm mừng ông ấy trước, mày là mừng đến sau. Thế lần sau thằng kia nó hiểu. Nó hiểu thế thì nó để cho thằng già mừng trước, thằng bé để mừng sau. Rồi hai đứa thấy nó ôm nhau hôn hít, thế rất là vui vẻ. Nghĩa là được giáo dục rất đàng hoàng, tử tế. Con học tôn chi tật sự ở trong cái với kính lão đắc thọ như thế nào đấy vậy đó. Rồi một cái bài học nữa là bài học về trách nhiệm. Thế thì chỗ con có một cái cửa chính, rồi một cái cửa phụ, hai cái cửa cách nhau khoảng 100 mét. Thế khi con về ra hai thằng nó chạy sang. Rồi thường xuyên cho nên các thầy mà khi nào biết con về phía bên này là không thấy mặt nó là biết con về. Rồi có ông thầy ông nói nó như thế này: ông mày, tao cho mày ăn bên này mà mày cứ chạy sang bên kia. Thế nó lịnh đi, nó thèm nói, nó nói gì cả. Nhưng mà khi các thầy hết năm tập rồi thì còn một ông cha thôi bên đó. Thế hai đứa đó nghĩ ngợi. Thế thì ban đêm á, thì thằng lớn nó coi cửa trống, cửa chính, còn thằng nhỏ coi bên cửa phụ. Thế là thấy nó tinh thần trách nhiệm rất cao. Tuy nó thích sang bên này, nhưng mà nó lại biết trách nhiệm của nó là phải coi cả hai nhà chứ không phải một nhà. Lại một bài học nữa. Nhưng bài học mà con muốn trình bày hôm nay đó là cái bài học hiệp thông. Bài học này thì con học được từ những anh Việt Cộng mà sau năm tư được chuyển vào miền Nam thì các vị đi hoạt động. Thì nhiều khi gặp chó nhiều lắm. Cứ tới là chó nó sủa ông vang. Thế nhưng mà họ chỉ cho cách như thế này: nếu mà mình vầy vầy này nó càng sủa.
nhưng mà phải ngồi xuống, ngồi xổm thôi. Hết này, hết, hết này. Cứ hết này là tự nhiên là tới. Còn vời vời này là chứ. Mà con suy nghĩ thì không biết làm sao, lý luận như thế nào mà mình đứng vời vời như thế này á, mà nó lại là càng sủa thêm. Mà khi mình ngồi xuống, ngồi xổm, hết này. Thế một bài học con suy nghĩ rằng bài hiệp thông rất là tuyệt vời trong đời truyền giáo. Anh vời vời như thế này ấy, là có nghĩa là chúng ta thường nó vời ai thì vời vời mấy đứa con mà lại đây thì nó là người. Nhưng bây giờ nó là chó thì anh phải ngồi xuống. Khi ngồi xuống nó biết được à, thằng này cũng gần như là bốn chân giống như nó. À, và từ chỗ đó thì nó có cái sự hiệp thông. À, nó có sự hiệp thông. Và quý vị cứ bè thử xem. À, tự nhiên nó lại tất cả chuyện đó. Thế thì con nghĩ rằng đời con không dám kêu là cái đồ chó má nữa, nhưng mà học được quá nhiều. Thế thì qua đây con thấy cái bài học như thế này, ở nơi chó mà mình đã học được nhiều bài học như vậy, thì trong vấn đề truyền giáo chúng ta học được rất nhiều bài học từ từng con người một. Lấy cái điểm mà con muốn nó lưu tâm. Rồi khi trong vấn đề truyền giáo thì đấy, chúng ta vẫn cho rằng là chúng ta là những người văn minh hơn đến với những cái người lương dân, họ kém văn minh hơn chúng ta. Nhưng coi chừng nha, văn minh và văn hóa khác nhau. Nhiều khi chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta văn minh và văn hóa hơn những người dân tộc chưa hẳn đâu. Chúng ta thấy đời sống của những anh em dân tộc trước đây là du canh, có nghĩa là canh tác ở đây thời gian rồi là bỏ đi để canh tác ấy, để cho màu mỡ đất đai nó bắt đầu nó tái sinh. Và đối với dân tộc á, nó chỉ sử dụng cho đủ thôi, có nghĩa là nó cần những cái cây như thế nào thì nó chỉ đủ chặt đủ về nhà. Đấy. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay đấy, các cái đồi trọc là khai thác trắng hết, cho nên nó là bão lụt nó xảy ra cái chuyện này đó. Rồi ngay cả những cái ao hồ, nghĩa là đi trích điện, cả những con cá nhỏ xíu hết thì làm sao chúng ta còn cá mà ăn. Đấy, cái văn hóa của họ cao như vậy. Chúng ta đừng coi thường họ. Trong vấn đề truyền giáo thì đây là cái điều mà chúng ta cũng cần lưu tâm. Nhiều khi chúng ta đến với họ mà như là người ban phát hay là thi ân, thì tất cả những cái điều đó mà chúng ta sẽ phải vấp váp rất nhiều. Và một cái cụ thể là Củ Chi vừa rồi, ở đây là có một số dòng tu chẳng hạn như là Phan Sinh hay là Mẹ Nhân Ái. Thì chúng con tổ chức ngày 7 tháng 10 là cái ngày lễ Mân Côi, thì ngày truyền giáo di dân. Thế thì tất cả các cái chi phí thì chúng con cũng lượng định rằng thôi thế nào lần đầu tiên cũng phải có một cái bữa để họ là gặp gỡ. Nhưng mà khi họ tới rồi thì họ tha thiết cho chúng con được hiệp thông. Và khi chúng con về mở cái phòng hiệp thông ra, cái tủ hiệp thông ra đó, thì chúng con hết sức là cảm động. Có một cái bông thư là 1 triệu và nhiều cái bông thư là 500. Đấy, chúng ta cứ tưởng rằng họ nghèo, không nghèo đâu, họ nghèo. Và tâm hồn họ rất quảng đại. Thế thì một chút cái vấn đề, cái phần số 2 là nó chỉ ngắn thôi, nhưng mà con chia sẻ là cái căn cốt của cái vấn đề truyền giáo đó là chia sẻ cái cảm nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Đấy, nó còn cái phần thứ 3 nữa mà đã có ở trong sách, là cái nhiệm vụ của dân. Con chỉ nhắc với cái điều như thế này. Từ trước tới giờ thì giáo dân vẫn cho rằng vấn đề truyền giáo là của các linh mục, của các tu sĩ. Nhưng chúng ta đọc lại rất kỹ nha. Công đồng đã xác định rằng nhiệm vụ của giáo dân rất quan trọng. Sở dĩ quan trọng tới cái mức mà nếu không có sự hiện diện của giáo dân trong cái tình hình cụ thể đó thì giáo hội sẽ không hiện diện được. Đấy là tất cả.
Cho nên chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng của chúng ta. Còn xin chấm dứt, bởi vì cha điều phối đã cầm micro rồi thì con cũng không dám tiếp tục.